Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Cơm Nhà TV. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ làm một cái video ăn một cái món hết sức là ngon nha mọi người. Ăn nguyên dĩa rau đắng luôn. Để xem thử mình sẽ ăn được hết bao nhiêu. Và cái rau này thì lá nó cũng hơi bự, nhưng mà nghe người ta nói là cái này là người ta hái tự nhiên đấy mọi người. Mình mua được để ăn kèm với cái rau đắng này thì mình ăn kèm với bánh canh nha mọi người. Cái này là rau đắng ăn kèm bánh canh, nhưng phải là bánh canh ăn rau đắng. Và đây có một cái con cá lóc đồng luôn nhé, để mình cùng thưởng thức nhé. Ai đã từng ăn rau đắng rồi thì nhắc tới rau đắng thôi thì tự dưng cái cảm giác thèm lắm luôn á. Xin mời mọi người thưởng thức cùng mình nhé, để biết xem cái hương vị của nó như thế nào nha mọi người. Rồi, ok, vào thẳng cái món chính đi. Xin phép mọi người cho mình bóc tay ha. Ok, bóc tay. Đây là nước mắm mặn nha mọi người. Ăn thử xem sao ha. Ăn kèm chút cá lóc. Đó là lý do mình biết tại sao mà cá lóc người ta thường hay ăn chung với lại là rau đắng rồi. Vì đơn giản thôi, khi mà bạn ăn rau đắng xong rồi á thì ăn cái gì nó cũng ngon, nó giúp mình tăng vị giác mọi người ạ. Mà cái rau này thì cái mùi vị rất là đặc biệt và rất là đắng nha mọi người, chứ nó không có phải là cái lá to này là nó ngọt mà cái lá nhỏ là nó đắng hơn đâu, rất là đắng đấy. Phải nói như thế này nè, ăn xong rau đắng rồi á thì ăn cái gì nó cũng ngon gấp đôi bình thường hết á. Nó giống như một cái quy luật á, giống kiểu mà mình người ta gọi là rau đắng hay là khổ qua hay là những cái dạng đấy, phải gọi giống như kiểu là khi mà bạn trải qua những cái vất vả, những cái cay đắng của cuộc sống rồi á, thì đến một cái ngày nào đấy mà bạn nhận được một cái trái ngọt thôi thì người ta cũng sẽ rất là trân trọng, cảm giác cái niềm vui, cái hạnh phúc đấy nó sẽ nhân lên rất là nhiều. Nói chung là cuộc đời nhìn như một bức tranh vậy đó, nó cũng phải là trải qua đắng cay này thì hưởng ngọt bùi, thì lúc đấy thì mới thấy ngọt bùi nó ngon đó. Theo mình là nó như thế thôi, đúng là có ăn mới cảm nhận được. Thịt cá lóc bình thường ăn cũng ngon rồi, nhưng khi bạn ăn xong rau đắng rồi á, cho bạn ăn thêm cá lóc á, ngon lắm, rất là ngọt luôn, thịt ngọt chắc lắm. Cá lóc đồng nên là nó cũng không được bự lắm đâu. Phải nói thật sự rất là ngon. Nó phê quá đi mất thôi.
Đắng nhưng mà hầu ngọt. Thực sự là hầu ngọt. Sau khi ăn xong rồi thì hầu rất là ngọt. Còn cả lóc một ngày luôn. Sau khi ăn chút rau đắng rồi á, ăn bánh canh thì nó cực kỳ là cực kỳ ngon mọi người ạ. Đây cái lòng của con cá đồng đây, nó bé xíu không đâu ta. Đây đây bé xíu không, ngon á. Ngày hôm nay không phải là thử thách ăn hết đâu nha mọi người, vì thực sự là khó ai mà có thể ăn hết cái đống này được. Kết luận cuối cùng của mình là chỉ nên dùng rau đắng như một cái rau ăn kèm thêm, nó làm cho các cái món ăn khác sẽ ngon, thơm và đậm vị hơn rất là nhiều so với là lúc mà bạn ăn bình thường. Còn mà rau đắng thì mình nghĩ là nhúng vào lẩu chín như thế này ăn rất là ngon và không có đắng nhiều. Còn để sống không có nhiều người ăn được đâu mọi người ạ. Rất là đắng luôn. Ngon. Thịt nó ngọt kinh khủng. Nó ngọt như thế này là có hai cái yếu tố. Thứ nhất là con cá lóc đồng là nó đã ngọt lắm rồi. Sau khi mình ăn rau đắng á, cái hương vị nó tăng lên rất là nhiều lần. Ngon thực sự luôn á. Thơm ngon á. Cứ tưởng là rau đắng sẽ là món chính của mình ngày hôm nay nhưng mà thực sự cuối cùng thành là cá lóc. Nếu được lựa chọn thì chắc chắn là tôi gì ăn một ít rau đắng thôi, là tôi sẽ ăn nguyên cá lóc này mọi người ạ.
Nếu mà mọi người chưa có thử cái cách này á thì mọi người nên thử một lần. Đó, rau đắng mình ăn xong rồi thì các cái món ăn phía sau á, rất là ngon, đặc biệt là rất là hợp với cá lóc và bánh canh cá lóc. Nếu như bạn lần đầu ghé thăm kênh của mình thì giúp đỡ mình một lượt đăng ký nha mọi người. Một lượt đăng ký với mình cực kỳ quan trọng luôn. Hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.